Tottenham vung tiền chiêu mộ James Maddison. Tottenham chuẩn bị đón tân binh thứ hai hè này, James Maddison đến từ Leicester với giá 40 triệu bảng. Sau khi Leicester xuống hạng, họ buộc phải bán đi những trụ cột để giảm gánh nặng tài chính. James Maddison cùng Harvey Barnett là hai cái tên nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng ngoại hạng Anh. Sau vài cuộc thương thảo, Tottenham đã thành công trong việc thuyết phục đối tác bán lại James Maddison với mức phí 40 triệu bảng. Nhà báo chuyên chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng tiết lộ James Maddison đạt được thỏa thuận cá nhân với đội bóng thành London. Ngay khi hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế, Maddison sẽ trở thành tân binh thứ hai của Spurs hè này sau Dejan Kulusevski kích hoạt điều khoản mua đứt. Tân huấn luyện viên Ange Postecoglou đang muốn đẩy mạnh việc tăng cường lực lượng. Ông cũng nhắm đến một trung vệ chất lượng cho Tottenham. Hai cái tên nằm trong tầm ngắm nhà cầm quân Australia là Esmond Depsova, Leverkusen và Tosin Adarabioso Fulham.